Xin chào các bác nhá. Hôm nay bên Son lại giới thiệu các bác một loại dưa nữa này. Dưa lê da báo. Đó, này các bác nhìn này. Nhìn bao bì đẹp chưa? Đó. Đây này. Các bác nhìn này. Bên ngoài nó sẽ là màu xanh này, xong rồi nó có những cái đốm đen 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 như này, nó màu trắng pha lẫn luôn xanh nhạt nha. Khi mà chín thì ruột của nó sẽ làm ruột màu cam nha, màu vàng đấy. Ăn loại này rất là thơm, ngon đấy. Một gói như thế này thì được hơn 200 hạt, được rất là nhiều hạt các bác nha. Loại dưa này thì rất là dễ trồng, các bác trồng vào mùa hè ăn rất là ngon luôn. Đó, đây, đây là hàng nguyên bao bì của Đài Loan này này. Hàng này là hàng rất là ổn của bên Đài nha. Đây, hàng mới tinh luôn. Dân làm bao bì rất là đẹp mà làm rất là cẩn thận luôn đấy ạ. Thơm, khi chín mùi thơm ngon.